tiếp tục lên một video về dược liệu khô cho mọi người nhé. Chuối nhá, hộp cô đơn 150.000 một cân mọi người nhé. Đây, túi một cân đây, rất là nhiều. Nước đắng rừng nguyên quả. Nguyên quả như này thì 350.000 nữa mọi người nhé. Trên giỏ hàng đang sale dược liệu ngũ tần 100.000. Chuối ép miếng 150.000 mọi người nhé. Măng lưới lợn 250.000. Minh mạng than 250.000 là đóng túi như này. Còn hộp bìa như này là 300.000 mọi người nhé. Lấm linh chi sừng hiêu 300.000 một cân. Tuấn khẩn 150.000 một than. Đặc trị xương khớp của người dao đỏ. Cái này là 120.000 một thang này nhé mọi người nhé. Uống cái này xương khớp cực kỳ là tốt luôn. Rất là nhiều người khỏi. Trà sân mật hồng sâm 100.000 một thang. Mộc nhĩ, lá dâm dương hoắc 300.000 một cân mọi người nhé. Đây, một cân được rất là nhiều. Lá này là lá hàng trồng. Còn hàng rừng thì là 3.500.000 một cân. Đấy. Cây cỏ mực, cây mật nhân, sâm cao rừng. Sâm cao rừng là 200.000 một cân mọi người nhé. Tắc kè đá cốt thái bột 150.000 một cân. Lấm ngọc cẩu khô 150.000 một cân mọi người nhé. Hàng nguyên bút rất là đẹp. Mướp đắng thái miếng như này thì là 250.000. Thái miếng sấy 250.000. Gốc két tấn khẩn 150.000 một thang. Thang ta mông cũng là 150.000 nữa mọi người nhé. Bột tam thất 600.000 một cân. Một hộp như thế này là 5 lạng. Các loại cao. Cao thì canh, cao gắm, cao hà thủ ô, cao đu đủ, cao ba kích, cao chè vằn, cao cà gai leo, cao nhân trần. Rất nhiều loại cao. Những cái loại hộp nhựa như này thì 150.000 mọi người nhé. Những cái đóng hộp thủy tinh này, cô đặc hơn một chút là 250.000. Lấm linh chi, linh chi đỏ hàng rừng, size này là size to mọi người nhé, 2.200.000. Còn một cái size nhỏ hơn như này là 1.800.000. Linh chi cổ cò, linh chi cổ cò hàng khô này 1.800.000 một cân. Còn lấm lim xanh, lim xanh hàng trồng thì nó rẻ hơn mọi người nhé. Hàng trồng là 450.000 đến 600.000 tùy size. Mắc ca 280.000 một cân. Hạnh nhân 250.000 một cân. Ốc chó thì, ốc chó độc là 150.000. Còn ốc chó trắng bình thường là 100.000 một cân mọi người nhé. Ba kích tím hàng khô 600.000 một cân. Hắc kỳ tử 300.000 một cân. Sâm tố lữ, sâm tố lữ hàng miếng như này là 250.000. Còn hàng đã xay bột là 300.000 một cân. Nấm hương rừng, nấm hương, măng lứa, măng lưỡi lợn. Mọi người cần cái gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo giúp em nhé. Lũ hoa tam thất, hoa tam thất đầy đủ các size từ 800.000 đến khoảng 1.200.000 tùy size, tùy mẫu mã mọi người nhé. Đấy, tùy cái độ chắc của lũ, độ xanh của lũ. Táo bụi và táo đỏ đều là 150.000 một cân. Hoa đu đủ hoa đu đủ là 500.000 một cân mọi người nhé. Hắc kỳ tử đỏ cũng là 300.000 một cân. Đông trùng hạ thảo huy cương hàng ô cốp
hộp 50g như này là 750.000 một hộp 50g. Tam thất bát khô thì sai, cái này thì mọi người cứ inbox thì em báo giá dễ hơn. Rất là nhiều sai từ 32 củ, 40 củ, 60 củ, 90 củ, 120 củ. Tam thất thái miếng sấy cũng có mọi người nhé. Mọi người cần gì thì cứ liên hệ với nhà em nhé. Em xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ và lựa chọn được những sản phẩm mình đang cần sử dụng.